Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục giờ học lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Mình học bữa nay là học kinh Pháp Cú Phẩm Già. Tiếp theo hôm trước, bữa sư cô giảng ở chùa Chinh Quan Sa, đúng ra là ráng giảng cho hết cũng được, còn lại có mấy câu kệ thôi. Tuy nhiên có mấy câu kệ lại là những câu kệ rất là quan trọng. Đây là những câu kệ rất là quan trọng, cho nên là cô không có dám ráng nhét vô, rồi nó vội vội vàng vàng. Quý Phật tử trong Zoom nghe rõ không? Nghe rõ thì nhắn tin nghe rõ là được rồi, nhớ tắt mic giùm sư cô nha. Quý Phật tử trong Zoom cũng rất là tinh tấn luôn. Tuần nào đúng cái giờ Việt Nam là giờ ngủ trưa đúng không? 12 giờ trưa giờ Việt Nam mà cô Hiếu bắt học cái giờ quá sức là... Ở đây cũng buồn ngủ lắm quý vị, tại vì cái giờ này là linh thiêng lắm. Ăn cơm xong là nó no, nó căng da bụng, là nó trùng da mắt. Mà giờ đang mùa hè, trời nó ấm dần lên, rồi gió hiu hiu thổi. Nói chung cái giờ này cô Hiếu giảng pháp cô cũng căng thẳng lắm. Chính cô cũng còn đang, nếu như mà không làm sao cho mọi người tập trung là mọi người rơi vào giấc ngủ liền hà. Thôi quý Phật tử ráng, trời mình mà có chùa rồi á, mình dời cái lớp học giáo lý lên buổi sáng lại ha. Còn không là dời hẳn vào buổi tối, đúng không? Bên con đang là 10 giờ tối thứ bảy. Ủa, nước nào mà 10 giờ tối thứ bảy vậy? Phật tử nào mà đang 10 giờ tối thứ bảy hay vậy? Canada luôn hả? Mô Phật, sao tinh tấn vậy? Dạ, vậy mai mốt mà bên này dời lên 10 giờ sáng chủ nhật là chắc Canada là học thâu đêm quá ha. Rồi, mình thấy Phật tử tinh tấn chưa? Thành ra là sư cô vừa rồi thông báo chú quý Phật tử một tin vui là có hòa thượng ở bên này cũng cho mượn cái chùa đó. Thấy mình đi lang thang riết rồi tội quá. Mà thiệt ra quý Phật tử không biết ở nước ngoài có biết không chứ Hàn Quốc, ở Hàn Quốc mà giờ mua cái nhà ở Seoul cũng rất là cực rồi đúng không? Người ta thống kê là nếu như mà nhịn ăn nhịn mặc không chi tiêu gì luôn á nha, là 14 năm trời một hộ gia đình mới có thể mua được một căn hộ nhỏ ở Seoul thôi. Còn nếu vừa chi tiêu vừa tiết kiệm, tức là nãy là không tiết kiệm, không có chi gì hết á, chỉ có tiết kiệm toàn bộ, thì 14 năm sau mới mua được cái nhà. Còn dĩ nhiên là mình không thể nào mà vừa mà không chi tiêu gì đúng không, vừa chi tiêu vừa tiết kiệm thì bình quân 62 năm mới mua được một cái nhà ở Seoul. Thì mình thấy là giá nhà đất như nào ạ? Cho nên nhiều người nói là ủa sao thấy bên Mỹ là khoảng 500-700 ngàn đô là sắm được cái chùa rồi. Dạ thưa, bên này cũng sắm được vậy, nhưng mà cái chùa nó nằm ở đâu? Tuốt ở trên núi, không có đường đi, phải leo núi hay sao. Chứ còn mà giờ mà ngay Seoul thì phải nói là triệu đô cũng chưa có mua được cái chỗ mà có thể có bãi đậu xe rộng rãi, hoặc là có chỗ để mà tập trung mà hoạt động tôn giáo mà không bị người ta kiện thưa vân vân, thì rất là khó khăn. Thì tình hình khó khăn như vậy cho nên có hòa thượng cho mình mượn cái chùa đó ngay trung tâm Seoul luôn, ngay cái chỗ mình vẫn thường tu bữa giờ. Thì hòa thượng cho mình mượn tạm để tu cho tới khi nào mình quyên góp đủ tiền mình mua chùa rồi mình đi. Thì đây cũng là cái tin vui ha. Tin vui thì chắc vài bữa nữa, hãy vô đây luôn nè em, vài bữa nữa là mình có được vài bữa nữa là mình có chỗ ổn định thì mình chuyển giờ học cho nó thích hợp ha. Tại vì ở bên Hàn Quốc là 10 giờ sáng là chùa nào cũng tụng kinh cúng đám hết á, cho nên là không có ai cho mình mượn cái chánh điện 10 giờ sáng được hết. Thành ra là cô phải dời cái giờ học vào buổi chiều là 2 giờ, là tránh cái giờ tu của người Hàn ra. Mà mai mốt mà hòa thượng cho mình mượn cái chùa đó rồi á, mình dọn dẹp sạch sẽ xong, lau bụi, bao sái, chánh điện đồ xong xuôi thì mình học buổi sáng. Học xong ăn cơm nó vui vẻ đúng không? Ăn cơm xong đi lên kinh hành rồi chơi nó thích hơn đúng không? Rồi mình có thời gian cả ngày. Nhiều người nói cô nói pháp thoại nhanh quá nghe không kịp. Nhưng mà thật ra anh chị em ở đây đi biết á, nhiều khi máy nó hết pin, đi dã ngoại mà làm gì có chùa để mà sạc pin. Rồi nhiều khi là trời mưa. Đó, hồi nãy sáng thấy trời ui ui là thấy sợ rồi đúng không? Mưa ụp xuống rồi sao? Nhiều khi đi mượn chùa như vậy nè quý vị, đúng 3 giờ chiều là phải ra khỏi chùa trả chánh điện cho người ta. Thì không có ráng là không có ráng nói nhanh là không hết bài được. Vậy hoài không hết bài được, Phật tử ta cũng ngán. Thành ra nhiều khi mình phải nói nhanh mà mình đâu cố tình đâu muốn nói vậy đâu. Nói nó cực lắm.
Cho nên thôi ráng ở đây Phật tử ở dưới trước mặt cô cũng ráng cầu nguyện ha. Giờ mình ráng chịu cực chịu khổ 2 năm nay rồi, giờ mình chịu cực chịu khổ thêm vài tháng nữa, mình ổn định cái giờ học rồi á thì mình tu tinh tấn hơn, lúc đó có chùa rồi ráng về tu ha. Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục kinh Pháp Cú, cô nói hoài. Và cái phẩm, những phẩm cuối cùng trong phẩm già là những phẩm quan trọng nhất mà hôm trước cô nợ mọi người câu trả lời đúng không? Chìa khóa cho tuổi trẻ. Hôm trước Phật dạy cho tuổi trẻ là những cái gì không nên dính mắc, không nên sa đọa vào. Thì bù lại Phật có dạy tuổi trẻ phải đầu tư vào cái gì để mình có thành tựu. À, Phật rất là hay cái chỗ này ha. Và đây gọi là chìa khóa cho tuổi trẻ. À, tuổi trẻ và Đức Phật, tuổi trẻ và Phật giáo. À, chỗ này cô cứ muốn nhắc đi nhắc lại hoài cho những người trẻ biết là mình may mắn để mà mình tiếp nhận giáo lý sớm như nào. Ở đây có những câu kệ không có liền kề nhau nhưng phải học liền kề nhau. Thì cô đặc biệt cô gom 3 câu kệ này vô nói một lần. Câu kệ đầu tiên 152. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực. Thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Hết sợ chưa? Câu này Phật dạy rất rõ ràng, rất là thẳng luôn nha. Người ít nghe kém học, tức là sao? Không chịu học tập, không chịu nghe cho nhiều để mở mang trình độ thì sao? Lớn già như con trâu đực, tức là chỉ có thịt nó tuy lớn lên, tức là như cái con trâu lớn lên cái xác thôi, lớn cái xác thôi, còn sao? Tuệ nó không tăng trưởng. Thấy chỗ này sợ chưa? Phật nói thẳng thắn cho mình thấy vậy. Tuổi trẻ mà không chịu học, không chịu nghe, không chịu phấn đấu thì sao? Lớn cái xác còn như con trâu đực, là trâu vô dụng á. À, tuệ không tăng trưởng gì hết. Chỗ này có một tích truyện, mình phải đi chậm để mà nghe. Cái tích truyện này kể về một cái câu chuyện là một cái vị tỳ kheo. Vị này á, nói cái gì cũng sai hết á. Tức là vị tỳ kheo này không hề biết nói những gì mà cần phải nói. Ví dụ vị tỳ kheo này tên là trưởng lão Ca Lưu Đà Di. Ví dụ như là đến đám tang nhà người ta, người ta thỉnh đi đám tang đúng không? Thì khi đến đám tang mình cầu nguyện gì cho cái hương linh đó, cầu siêu và cầu an cho gia quyến chẳng hạn, thì cái vị tỳ kheo đó nói một cái câu rất là chớp quớt luôn, không có dính gì hết trơn hết á. Mà chính bản thân tỳ kheo đó cũng không biết là tỳ kheo đang nói bậy nữa. Hoặc là khi đi khất thực mà thí chủ người ta bố thí cúng dường cho cái gì thì mình có một cái câu chúc phúc lại đúng không? Nhưng mà tỳ kheo này cũng nói những cái câu rớt quớt không à. Nghĩa là thay vì nói những cái lời thích hợp á thì không biết dùng lời nào thích hợp để mà nói. Trong khi đó là tỳ kheo rồi thì các cái vị đồng tu á khó chịu luôn á. Mới đi lên bạch Đức Phật, là bạch Đức Phật là Ca Lưu Đà Di á, cứ đến chỗ lễ lạc hay tang ma đâu có ích lợi gì đâu Đức Thế Tôn. Điều đáng phải nói thì Ca Lưu Đà Di nói trật lức à. Mình có gặp những người nói trật lức như vậy trong đời mình không? Nhiều khi đến có những cái chuyện hài đúng không? Nhưng mà là chuyện thật luôn á. À, thay vì đến nhà người ta cần phải nói câu này thì mình nói gỡ, nói điềm gỡ, hoặc nói những cái điều mà cho người ta phiền não không à. Thì Đức Phật mới nói là đây không phải là lần đầu tiên mà Ca Lưu Đà Di nói không đúng đắn như vậy. Mà kiếp trước ổng cũng đã như vậy rồi. Kiếp trước của Ca Lưu Đà Di là sao? Kiếp trước của Ca Lưu Đà Di là một cái bà la môn già, sanh được một đứa con rất là thông thái. Thì nhà có 2 con ngựa, một con ngựa chết đi thì một con ngựa kia không có làm việc được. Thì đứa con á, làm tướng trong triều thì cũng ngại là mình xin nhà vua thì nó không có được danh chính ngôn thuận lắm, mới biểu người cha già đi xin. Mà người cha già hoài không biết đường mà đi xin, tức là không biết mở miệng ra nói như nào. Thì đứa con nó mới dạy cho đúng có 2 câu thôi. Tức là sao? Tôi có 2 con bò được giúp tôi cày bừa, bây giờ một con đã chết, xin cho tôi một con khác, hỡi vương tử anh hùng. Chỉ có vậy thôi. Tức là trình bày với nhà vua, nhà mình có 2 con bò để cày cấy, nhưng một con chết rồi, thì bây giờ xin cho tôi một con nữa. Chỉ có một câu như vậy đó, mà ông học 1 năm trời mới thuộc. Khủng hoảng không? Học 1 năm trời mới thuộc xong rồi, hỏi thuộc chưa? Đứa con hỏi thuộc chưa? Nói thuộc rồi. Dắt đến gặp ông vua, ông nói trật lất. Tức là tôi có 2 con bò để cày bừa, giờ một con chết rồi, giờ lấy luôn con còn lại đi vua. Ý là cái câu cần phải nói thì không nói, nói cái câu ngược ngạo vậy đó. Nhưng nhà vua có hiểu không? Hiểu ông này nói ngược không? Hiểu. Và nhà vua có thương cái người con trai của ông này không? Vì thương đứa con trai cho nên nhà vua vẫn cấp cho ông con bò mới. Nhưng mà mình thấy là tiền kiếp là đã dốt nát như vậy rồi. Thì Đức Phật mới nói người ít nghe kém học, cái này là sao? Do không chịu nghe, không chịu học,
lắng nghe thì mới biết được cái gì phải, cái gì trái, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mà phải có học thì mới biết đúng chỗ nào nói, chỗ nào không, đúng không? Ở đây cô không phải nói học là cho bằng cấp cao, rồi ví dụ thấy mình không có đi học trường lớp là mình dốt, không phải. Học ở đây nó nhiều khía cạnh lắm, học ăn, học nói, học gói, học mở. Nhiều người nói là cái gì cũng biết mà không biết điều là cái đồng tệ hơn nữa. Thì cái học ở đây là học cái ứng xử đó, học cái lúc nào cần nói và nói cái gì. Cái này vô cùng quan trọng, phải không? Ở gần đây cô thấy có nhiều người bình luận rất là nhiều ở trên mạng xã hội. Mà nhiều khi mình thấy cái bình luận nó rất đi xa với cái nội dung cái người đó đang nói cái gì. Ở trong cái khuôn khổ nào, phải không? Mình có thể khác cái quan điểm, khác cái nhân sinh quan, cái giá trị quan, cái tư tưởng quan, mình thay đổi khác. Nhưng mà người ta ở cái quan điểm đó, người ta nhìn nhận như vậy là đúng đắn, thì mình phải công nhận sự khác biệt, đúng không? Chứ không chỉ trích bài xích. Cô nói đơn giản ví dụ, cô khuyên quý Phật tử ở nhà là ăn chay và sống lành thiện, bớt sát sanh hại vật. Cho dù mình không có ăn chay trường được, nhưng mà sao một tháng 2 lần, một tháng 4 lần, hoặc là mình cố gắng hết sức, mình không có trực tiếp sát hại cái con vật cho nó chết, đúng không? Mình không có đâm thọc huyết cho nó chảy ra mà đau đớn, mà nhìn những cái chết rất là tàn nhẫn như vậy. À, bây giờ có những cái món ăn mà người ta làm sẵn cũng nhiều, đúng không? Thì mình có thể chọn cái mà cái dù mình vẫn phải ăn, nhưng mà cái ăn của mình nó bớt tàn nhẫn, nó bớt trực tiếp sát sanh. Thì đó là cái quan điểm của mình. Rồi ngay cả cúng bái cũng vậy, cô cũng có khuyên các gia đình là mình nên cúng chay. Tại vì thật ra cúng mặn người quá cố rồi, họ đâu có dùng, phải không? Nên mà cúng cái chay đó để mình tưởng nhớ ông bà và con cháu mình có cái nhân duyên để sum họp lại với nhau. À, và cái thức ăn đó cuối cùng là ai ăn? Mình ăn, đúng không? Chứ đâu phải cúng cho người quá cố ăn. Vậy thì mình đừng có lấy cái lý do dỗ chạp cúng bái hiếu hỷ mà mình giết sát sanh hại mạng, thì nó tạo thêm cái nghiệp không có lành. Thì đó là theo quan điểm của mình. Nhưng những người mà không theo quan điểm của mình mà họ nói là vật dưỡng nhân, đồ đó nó sanh ra để cho mình ăn mà. À, rồi ví dụ mình đi mua cái đồ chết thì cũng có người giết chết thì mình mới ăn mà, đúng không? Cô nói tốt nhất là mình không ăn, nhưng nếu mình phải ăn thì mình không chọn cái cách giết trực tiếp. Còn ai mà chọn cái nghề nghiệp sát hại đó là cái chuyện của họ, đúng không? Phải không? Ở đây cô đang nói là cái quan điểm của mình khác nhau, nhưng mà mình phải đứng từ nhiều cái góc độ khác nhau. Không phải là mình thấy là người ta trái quan điểm với mình, thế là mình chửi rủa, phỉ báng, chỉ trích, bài xích. Có nhiều người dùng lời rất là nặng, chửi rất là tục. Mà mỗi một cái câu chửi tục của mình ra là nó gieo một cái dấu ấn rất là không lành, không có thiện lành trong cái vũ trụ này tí nào. Nó tạo nên một cái từ trường cực kỳ tiêu cực luôn. Tại sao mình lại nói những lời không lành thiện như vậy, đúng không? Ví dụ mình chưa có hoan hỷ với cái việc ăn chay thì mình cứ ăn mặn, kệ, đâu có ai cấm mình, phải không? Luật pháp cũng không có cấm mình, cũng không ai bắt ép mình ăn chay hết. Nhưng mà sao nhân quả thì mình lãnh thôi, thấy không? Còn người tu Phật, người ta tin, người ta không có muốn gieo thêm oan trái, người ta không muốn gây thêm sát nghiệp, thì người ta chọn cái cách ăn lành mạnh, kệ người ta, đúng không? Sao mình bắt ai cũng phải ăn tàn nhẫn như mình? Cô cũng đâu có bắt mọi người phải ăn chay giống sư cô. Đây là cô đề xuất, còn mọi người ăn được hay không là quyền của mọi người, đúng không? Cô cũng đâu thể nào bắt cả thế giới ăn chay, mà có khi nào cả thế giới ăn chay không quý vị? Đâu có, phải không? Thành ra khi bất kỳ cái ứng xử nào cũng vậy, mình phải học rộng, nghe nhiều, đứng từ nhiều góc độ khác nhau và dùng lời ái ngữ hòa ái với nhau. Chứ không có nói lời mà thô thiển, nói lời trật lất ha. Câu 155 và 156 là hai câu cực kỳ quan trọng Phật dạy cho tuổi trẻ. Vậy thì phải làm sao? Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. 156, lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Hai cặp câu kệ này có phải rất giàu hình tượng không? Chuyện này nó liên quan đến một cái câu chuyện, đó là con trai của ông Đại Phú Gia, là con trai của ông trưởng khố ở trong làng. Thì ông này là ông giàu quá, đi trưởng khố là mình nghĩ giống như là quản lý hết toàn bộ tài sản trong cả nước vậy đó, tức là vô cùng giàu có.
Thì vì ổng kinh diễn tả lại là ổng có tới 800 triệu đồng tiền vàng, mà mình nghĩ 800 triệu đồng tiền vàng xài tới khi nào mới hết. Cho nên chính vì nhà giàu như vậy cho nên ổng không có bắt con ổng phải đi học cái gì để làm cực khổ cho nó hát múa nhảy múa suốt cả tuổi xuân vậy đó. Thì cái làng bên cạnh cũng có một cô tiểu thư cũng sinh ra trong gia đình đại phú gia, cũng có 800 triệu đồng tiền vàng y chang vậy. Thì vì nhà cũng giàu có quá cho nên cũng không bắt cái cô tiểu thư này đi làm gì hết trơn á, cũng chỉ cho nó hát múa nhảy múa vui chơi vậy thôi. Thì lớn lên hai bên sao môn đăng hộ đối mà, bên này cũng là công tử, bên kia là tiểu thư nhà giàu, thì gả cho nhau. Gả cho nhau thì sao, hai người đâu biết làm ăn gì đâu, nhưng mà về tài sản nhiều quá xài hoài cũng không có hết. Thì thấy như vậy thì những người xấu tính thì họ mới như nào, họ mới rắc tâm để mà họ lấy cái gia tài này. Thì có một cái đám người xấu tính, nó ngồi ở ngã tư đường, nó canh cái ông công tử mà già giàu này đi ngang á. Thì nó chúc tụng, nó khen ngợi quá chừng luôn. Xong rồi chúc tụng nào là hồi ơi anh rất là tuyệt vời nha, rồi anh rất là có phước vậy đó, anh giàu sang vậy nhưng mà anh không có biết xài tiền, anh không có biết cách hưởng thụ gì hết á. Cái ông kia ông mới thắc mắc, ủa hưởng thụ là sao, nó giống tụi tôi nè. Cái bắt đầu bày cho anh này uống rượu. Thì lúc đầu anh uống rượu anh thấy chưa có phê, uống ly thứ hai thứ ba là bị ghiền, bắt đầu là bị ghiền rượu. Bị ghiền rượu xong sao là đầu óc thần kinh nó không có được, nó không có được sáng suốt tỉnh táo nữa đúng không. Bắt đầu bày cho anh chơi đánh bài đánh bạc, bày cho anh nghe nhạc xem kịch vân vân. Thì ngày nào cũng bày ra hết á, thì anh sao chỗ này là cho 200 đồng, chỗ kia cho 1000 đồng tiền, tức là mua vui á, đem kỹ nữ về hát cho mình mua vui rồi trả tiền. Xong rồi thì sao, đi uống rượu cũng trả tiền, đi đánh bài đánh bạc thì thoáng chốc thôi toàn bộ cái tài sản của hai vợ chồng gộp lại quá chừng khủng khiếp đó đã tiêu sạch hết luôn. Tức là người ta dạy ảnh cái cách chơi sao, chơi rất là xa đọa, ăn chơi xa đọa để mà tiêu tán hết cả gia sản. Thì khi mà ảnh cứ vung tiền qua cửa sổ như vậy, chẳng bao lâu ảnh đã hết cả tiền. Và 800 triệu của nhà vợ cũng tan theo mây khói luôn. Chẳng những xài hết tiền của nhà mình, xài hết luôn tiền của nhà vợ. Thì đại phú bán hết ruộng đất, vườn tược, xe cộ, bán tới cả ly tách, chén bát, khăn trải, giường, áo khoác ở trong nhà cũng bán sạch. Bán không còn một cái gì nữa thì đại phú này mới dắt vợ sao? Ra đường cầm cái mảnh sành ăn xin ở đầu đường xó chợ để kiếm cái cơm thừa canh cặn qua ngày. Thì một hôm đứng trước một cái ngôi nhà mà ông đại phú này ông ăn cơm thừa của mấy chú sa di và tập sự, nghĩa là tỳ kheo đi xin ăn về. Tỳ kheo đi xin ăn về xong rồi mới chia cho sa di và tập sự. Thì tập sự ăn thừa xong rồi thì cái anh ăn mài này anh mới cầm cái miếng sành để mà ảnh xin. Thì khi mà ông Đức Phật mà nhìn thấy ông đã từng là đại phú gia rồi mà bây giờ cầm cái mảnh sành xin ăn như vậy, thì Đức Phật nhẹ mỉm cười. Đức Phật mới nói rằng, Đức Phật mới bảo với A Nan là sao? Này A Nan nhìn xem, đại phú con của trưởng khố kìa, anh ta đã tiêu hết gia sản gấp 2 lần 800 triệu để bây giờ dắt vợ đi xin ăn. Bởi vậy các bạn trẻ đừng có ham lấy công tử nhà giàu có tài sản nha, mà phải ham lấy cái người biết đường làm ăn, chí thú làm ăn, chứ lấy công tử nhà giàu mà không biết làm ăn thì miệng ăn núi cũng lỡ. Thì Đức Phật có dạy là nếu hồi trẻ anh biết sử dụng đồng tiền để kinh doanh thì đã thành vị trưởng khố đệ nhất của thành này, đúng không? Anh vốn có quá nhiều tiền mà anh nếu dùng cái tiền đó để đi kinh doanh nữa thì có phải là đệ nhất của thành không? Và nếu như anh lìa bỏ thế gian mà đi tu thì sao? Anh sẽ đắc được quả A-la-hán, còn vợ anh sẽ chứng được tam quả. Nếu như ở tuổi trung tuần mà anh không tiêu phí tài sản và biết làm ăn thì anh sẽ trở thành đệ nhị trưởng khố. Và nếu lìa bỏ thế gian anh cũng sẽ đắc được tam quả, vợ anh sẽ đắc được nhị quả. Còn nếu cuối đời mình anh biết chuyển hướng như đã kể thì anh sẽ trở thành gì? Đệ tam trưởng khố hoặc chứng nhị quả nếu mà đi tu. Nhưng bây giờ tuổi trẻ anh đã không biết đầu tư đúng cách, anh đã không biết dùng tiền đúng cách và anh cũng không biết tu tập thánh hạnh đúng cách, cho nên bây giờ anh đã mất hết tài sản, mất luôn những cái quả vị nếu có khi mà anh làm tỳ kheo. Anh không khác gì con cò mắc cạn trong ao, con cò mắc cạn trong ao. Đức Phật dùng rất là nhiều cái hình tượng, ngôn ngữ hình tượng nên Đức Phật mới đọc cái kinh Pháp Cú này. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm tiền bạc, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá.
con cò già rồi nó có sức để mà nó bắt tôm bắt cá không? Không, cho nên nó đứng ủ rũ. Đúng ra hồi trẻ phải chịu khó làm ăn. Cô nói 1001 lần rồi, nếu muốn để già không khó chịu thì tuổi trẻ phải chịu khó, đúng không? Phải biết kiếm tiền. Có phải các anh chị em qua đây đi lao động, đi học tập cũng phải là để vun đắp cái cuộc sống mình sau này, đúng không? Tại sao chiều chủ nhật người ta có thể đi chơi, còn mình đi học lớp xa huê thôn hấp, còn mình lên các cái trung tâm để làm từ thiện buôn xa, để mình lấy chứng chỉ, để mình thi đổi quốc tịch, để mình thi đổi visa, đúng không? Tại sao có nhiều người đến chùa dành thời gian ra công quả bao sái chánh điện vậy? Đó là mình biết đầu tư đúng chỗ, mình biết kiếm tiền trong 6 ngày để mình bảo đảm cho cuộc sống của mình về sau nó sung túc đầy đủ. Mình đồng thời biết tạo cái phước báu để cái phước nhân thiên của mình nó tăng lên và có thuận duyên để có những phước ba la mật, đúng không? Chứ còn tuổi trẻ mà mình không chịu làm phước, về già mình còn sức để làm không? Nằm một chỗ ăn không cũng chưa được ăn nữa, chứ người ta phải đút vô miệng mình nữa, chứ đừng có nói là đi làm công quả làm phước để tích đức. Mà tuổi trẻ không làm kiếm tiền, về già có tiền không? Không có tiền luôn. Cô nói rồi, về già mà không có tiền nó khổ, vô cùng khổ, nói thiệt luôn á. Bây giờ mình thấy mình không có tiền đã khổ không? Khổ. Nhưng mà ít ra nếu mình chịu khó mình kiếm tiền thì mình có kiếm được không? Kiếm được. Nhưng còn về già lực bất tòng tâm, không thể nào kiếm tiền được nữa. Vậy thì sống trong khổ sở đói nghèo, rất khổ đúng không? Đức Phật dạy tiếp câu sau: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền thì sao? Như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Tội không? Như cây cung mà bị gãy rồi thì có bắn được không? Thì tổng cộng 3 câu kệ 152, 155, 156 là Đức Phật đều dạy cho tuổi trẻ. Đầu tiên mình nhớ sao? Người ít nghe kiếm kém học, lớn già như trâu đực, thịt tuy tăng trưởng là sao? Lớn cái hình thức thôi. Có lớn mà không có khôn. Ông bà mình hay nói câu này đúng không? Còn tiếng Hàn là người ta nói gì? Trời ảnh tinh tà. Tức là chưa có chín mùi. À. Ý chốt kêu quà sao kỳ tôi hay so tôi thế? Yeah. Đó là vô ích cho cuộc đời này, gọi là gì, phường giá áo túi cơm. Tiếng Việt Nam mình có một câu rất là bình dân đó, cái phường giá áo túi cơm, nghĩa là giá áo với túi cơm thôi, cái nội dung nó không có miếng nào hết á. À, thì người mà biết tu hành thì phải sao? Cố gắng tìm học để nuôi lớn trí tuệ. Đây là cái thông điệp sư cô rất là muốn chuyển tải sau khi mà học cái phẩm kinh này quý vị. Thứ nhất, người biết tu hành là phải tìm học để nuôi lớn trí tuệ, có giá trị trong đời sống. Mình mà về già, ví dụ mình không có tài sản gì lớn, nhưng mà mình có trí tuệ và đạo đức, người ta có kính trọng mình không? Có. Còn mà mình đã vừa không tiền mà vừa không có trí tuệ, không có đạo đức, có ai coi mình ra gì không? Không đâu. Mà cái việc mà học để mở mang trí tuệ không chỉ có giá trị trong đời này mà còn có giá trị trong đời sau nữa quý vị. Ở đây Phật tử đã hiểu rồi đúng không? Kiếp sống của mình là luân hồi, mình có chắc gì kiếp sau mình thành quả thánh hoặc mình được giác ngộ giải thoát như Đức Phật chưa? Chưa đúng không? Mình chưa chắc mà. Tại tập nghiệp mình nó sâu dày ghê lắm. Mình biết mình đã tạo bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nghiệp xấu rồi. Kiếp sau chưa chắc thành được cái gì. Mà nếu tái sanh lại làm người nữa thì mình có cần là cái phước hữu lậu để mình tu tập cho tốt hơn không? Bây giờ nghèo quá có khó tu không? Có. Chạy ăn từng bữa, nợ đòi từng ngày thì không thể nào an ổn mà đến chùa công phu. Cô nói thiệt, ngồi trước mặt cô đây thật ra không giàu có gì, nhưng mà tóm lại là mình tự chủ được kinh tế mình đúng không? Nợ chưa đòi, cơm chưa có phải đi đông gạo từng bữa thì mình mới còn tu tập, chứ mà nghèo quá làm sao mà tu được. Tuy là đến chùa không có ai kêu mình đóng tiền đóng góp gì hết á, cũng không cần ai, thậm chí chùa nấu cơm cho mình ăn, nhưng mà lòng mình có yên không? Nợ chạy từng bữa, cơm chạy từng bữa là không thể nào tu được. Đó. Vậy thì mình còn không có trí tuệ thì có tu được không? Bữa cô kể rồi đó, có cái bà già mà thời Đức Phật á, bà chạy ngang Đức Phật mà bà chỉ hỏi Đức Phật là có thấy con bò cái của bà đâu không. Đức Phật nói 3 lần mà bà cũng thèm quan tâm đến Đức Phật gì hết á. Đức Phật mới nói tội nghiệp cho bà già, bậc đẳng chánh đẳng chánh giác ngồi trước mặt bà mà bà không thấy gì hết, bà chỉ thấy con bò cái thôi. Có những người tà kiến đến mức độ dạy sanh đồng thời với Phật mà vẫn không biết tu hành là gì, vậy có phải trôi lăn nhiều kiếp không? Có nhiều người có thể hát karaoke, có thể nghe chuyện thị phi của người này người nọ, nhỏ kia giật chồng của nhỏ nọ, nghe từ sáng tới chiều không sao, mà vô nghe kinh với nghe pháp thoại 5-10 phút là ngủ gục. Thiệt luôn. Khi mà mình không có chủng tử thiện lành, những cái điều đạo đức mình khó nghe vô lỗ tai, mình nghe như nước chảy qua cầu, mình nghe không hấp dẫn, mình nghe không thuyết phục, mình nghe mình không hề khởi phát cái tâm muốn làm theo luôn. Đây là không có trí, bậc không có trí. Mà muốn có trí là sao? Phải gieo duyên.
Cô nói rồi phải gieo cái nhân đúng không? Bây giờ Hiền muốn có đậu bắp với lại mướp ăn mùa này phải trồng đúng không? Em phải có trồng em mới có hạt phải không? Mà em trồng cái gì em thu hoạch được cái đó đúng không? Đâu thể nào em trồng cái cây táo của Hàn Quốc mà em thu hoạch được trái sầu riêng Việt Nam được. Trồng xong rồi còn phải gì thổ nhưỡng và khí hậu nữa. Tại sao trái sầu riêng nó mọc được ở Việt Nam mà qua Hàn Quốc nó không mọc được vậy? Để cho người Việt Nam ở bên này thèm sầu riêng gần chết vậy đúng không? Cái thổ nhưỡng của nó, cái môi trường của nó mình gọi là cách duyên. Cái điều kiện nó phải không chỉ công chăm sóc không đâu nha. Công chăm sóc phân bón là chắc chắn phải có, hạt giống là phải có. Nhưng cái điều kiện môi trường nữa cơ, phải không? Cô gặp rất nhiều chị em rất chi là tội nghiệp, rất muốn tu, rất muốn ăn chay mà chồng sân si thôi rồi luôn. Tối ngày chỉ có kéo bạn về nhà nhậu nhẹt thôi, làm đồ nhậu cho ổng chưa có, phải ngồi đó cơ, không được đi chùa vào ngày cuối tuần, rất chi là khổ sở, ức chế trong đời. Phải không? Biết mình xuống bếp sát sanh đó làm đồ nhậu cho chồng đó là mình mang nghiệp đó, mà nói ổng không có nghe, nhậu xong rồi ói ủa đầy nhà tanh tưởi như vậy, không dám thỉnh ông Phật về nhà để luôn. Đấy cái môi trường đó. Tuy là mình là biết đạo, mình biết tu, mình muốn tu mà mình rớt vô cái môi trường không có cách nào mình tu nổi luôn cơ. Thấy sợ không? Cho nên cô nói tuổi trẻ là cái mùa xuân là bắt đầu của một năm, thì tuổi trẻ là bắt đầu của đời người. Mình gieo cái hạt giống nào cho đời mình đây? Tuổi trẻ này mình gieo cái hạt trí tuệ cho mình, gieo cái hạt đạo đức thiện lành cho mình, hay là mình gieo cái hạt giống vô minh bằng những cái cuộc chè chén rượu chè xa xỉ đó. Uống rượu gặp nhau, làm thịt uống rượu ăn ngon một bữa, nhưng mà xong rồi là sao? Mất một đống tiền, chưa kể rượu vào lời ra, nhiều khi cãi nhau, đập nhau, choảng nhau nữa, lên báo bất hợp pháp là bị trục xuất bên nước luôn. Cái hậu quả nó vô cùng lớn. Mà đâu phải chỉ đời này đâu, đời sau cũng đâu có mở mang được miếng trí tuệ nào. Cứ gặp nhau mà tán chuyện chứ không chịu lo tu lo hành thì đâu có phát triển được, đúng không? Ừ. Thành ra Đức Phật dạy cái này rất là căn bản cho mình ha, rất là cần để cho mình học. Nếu như ông đại phú hối hận thì làm sao đây sư cô? Hối hận gì nữa, giờ ông già rồi. Các bạn hỏi trong Zoom hồn nhiên quá. Đức Phật mới nói ổng là như con cò già bên bờ ao, như cây cung bị gãy rồi, đâu có dê lại mấy chục năm cuộc đời nữa. Bởi vậy tiết học trước cô nói mình phải rất may mắn khi mình còn trẻ mình biết đạo như vậy. Chứ để mình về già rồi là mình hối hận cũng đâu có kịp nữa. Cô nãy cô nói đó, về già rồi sao làm ra tiền nữa, về già rồi sao làm công quả công đức công phu gì được nữa. Giờ mình khỏe mạnh vậy, bữa nào tới chùa cô kêu lại 108 lại, trời cực lắm nhưng mà cũng lại được đúng không? Bữa lại được mà đúng không? Nhưng mà người già mà tháo khớp gối hết rồi, giãn tĩnh mạch hết rồi, lại ba lại còn thấy đuối nữa. Mẹ cô còn ngồi xe lăn nữa nè. Sao mà công quả công phu mà bòn phước được. Giờ mình trẻ trung vậy mình đến chùa, ừ thôi sư cô nói đó, đến chùa lao dọn giùm sư cô, có sức lao được không? Lao được. Nhưng mà các bác 70-80 tuổi, 90 tuổi thì sao? Lực bất tòng tâm, đứng nhìn thôi chứ thở còn không nổi nữa, mà lấy gì mà lao chùa lao dọn. Cho nên hối hận đã muộn rồi ha. Sư cô ơi, làm sao cuộc sống trí tuệ theo đạo Phật? Cô nói này bữa rồi mà phải không? Mình gieo nhân trí tuệ như nào? Mình phải chịu khó nghe nhiều. Đức Phật dạy mình, đây là cái cô đang tính để kể tiếp cho quý Phật tử nè. Tức là sao? Mình phải tu tập cái gì? Tu tập là văn, tư và tu. Nhớ ha. Cái này nhấn mạnh, Đức Phật nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc học hỏi và cái giáo dục căn bản mà tuổi trẻ cần phải có. Tức là sao? Mình tự nâng cao, tự cải thiện chính bản thân mình. Hồi mình mới qua đây mình không biết tiếng Hàn, nhưng tự mình nỗ lực cải thiện, ít ra mình không có nói trôi chảy nhưng nghe, hiểu được. Và những cái căn bản trong đời sống mình biết được, cái đó là mình tự cải thiện mình chưa? Mình nâng cao giá trị mình chưa? À, như vậy là cái tuổi trẻ cần phải tập trung giáo dục. Đức Phật dạy là văn, tư, tu. Văn là như nào? Bạn nào hỏi làm sao tu trí tuệ đó, là tu ba yếu tố này. Văn là sao? Lắng nghe sâu sắc, rộng rãi. Văn là nghe cho nó nhiều. Bây giờ mình chưa biết cái gì thì mình phải lắng nghe nhiều. Mình phải nghe pháp nhiều, mình phải nghe nhiều người chỉ bảo. Qua bên Hàn Quốc mình chưa biết là tới mùa này trồng cái này, tới mùa đó phải đi làm cái gì, làm thêm ở đâu đúng không? Thì có phải mình nghe nhiều để mình tiếp thu không? Rồi mốt mình tích lũy được một số vốn, mình biết là mình mở kinh doanh ra để mình độc lập để kiếm tiền nhiều hơn, thì phải lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước không? Lắng nghe những cái về cái
những cái mà giới, những cái pháp luật bên này, chế tài bên này, để mình có thể biết cách mà mình, và mình nghe xong mình phải sao, đánh giá, chiêm nghiệm, suy tư. Cái này gọi là tư, tư là tư duy. Không phải nghe sao làm bậy, nghe sao làm vậy, ai nói bậy làm theo là không được. Nghe phải có cái tư duy, cái này có đúng đắn không? Chứ nghe xong rồi làm theo là sao? Người ta xúi mình, thôi, ra bây giờ có cái vụ lừa đảo mới đó đúng không? Ra thép bê nhận giùm tôi cái cục hàng này đi đúng không? Rồi cục đó là ma túy thì sao? Rồi ra sân bay người ta kêu cầm giùm cái gì cầm luôn thì sao? Trong đó nó là ma túy thì sao? Không phải nghe đâu cũng làm vậy được. À, hôm em nhận giùm anh này đi, bắt đầu là không thấy cho mượn chứng minh thư đi. Cho mượn chứng minh thư rồi đi ký cái hợp đồng này, ký cái hợp đồng kia để mở điện thoại, để mở số điện thoại này nọ, có chết không? Chết dở. Cho nên nghe phải có tư duy, cái này có đúng đắn không? Có hợp lý không? Giống như bữa cái chuyện mà chơi tiền ảo, mấy cái sàn tiền ảo mà gom tiền đầu tư, không phải là những cái tiền điện tử mà được niêm yết đàng hoàng, không phải là những cái sàn chứng khoán niêm yết, mà là những cái tổ chức mà người ta gom tiền để mà chơi tiền ảo từ cái đồng này đổi qua cái đồng kia đó. Nhiều người cũng xúi sư cô làm đi rồi, nhiều tiền lắm mà dễ xây chùa lắm, cô có làm theo không? Không. Làm theo chắc giờ tiền bố thí của Phật tử nó đi luôn rồi đó. Thành ra mình nghe mình phải có tư duy. Hoặc có nhiều người xúi mình tu là về phải thế này thế kia thế nọ thế chai, mà những cái rất là tà kiến mình có nghe theo không? Không. Mình chỉ nghe theo bát chánh đạo và tứ diệu đế của Đức Phật thôi chứ. Đúng không? Đâu phải ai nói gì cũng tu được. Sau khi mà mình tư duy rồi thì mình áp dụng, mình thực hành, đó gọi là tu. Nãy giờ cô nói ba yếu tố đúng không? Văn, tư và tu. Phải lắng nghe cho sâu, đó là lý do sao mỗi tuần cô đều bắt Phật tử phải học giáo lý là vậy đó. Nghe coi Phật dạy cái gì trong này nè. Nói ông Phật vậy chứ ngày xưa không dạy cái gì đâu biết. Cả đời có dở quyển kinh ra đâu biết Phật dạy cái gì. Vậy thì mỗi tuần ngồi lại đọc với sư cô một vài lời thôi, Phật dạy gì trọng vậy. Xong về nhà tư duy Phật dạy như vậy đúng không? Có thích hợp không? Bắt đầu mình áp dụng vào đời sống mình. Thì là cái phải có áp dụng chứ không có nói suông. Giống như Phật nói mình là phải giữ ngũ giới nè, phải làm lành lánh ác nè. Mình giữ cái giới là không tà dâm, mình thấy mình có an lành không? Có. Mình không hại hạnh phúc của gia đình người khác cũng không xâm hại hạnh phúc gia đình mình. Giữ gìn được sức khỏe, tài sản, thân thể, mình thấy có ổn không? Ok, ổn, vậy Phật dạy đúng rồi, mình nghe. Phật dạy mình không có cái chất ma túy, rượu bia say mềm như vậy làm chất lượng đời sống của mình nó suy giảm. Mình nghe theo, mình không uống rượu bia ma túy say mềm như vậy, mình thấy mình ổn định không? Ổn định. Vậy thì Phật dạy đúng rồi đó, mình áp dụng vô mình có hiệu quả không? Hiệu quả. Rồi Đức Phật dạy mình phải quản lý tài chánh như nào? Chia cái thu nhập của mình ra làm 4 phần đúng không? Một phần để mình tái đầu tư, một phần để mình tích lũy vốn, để tích lũy để dành, của để dành, một phần mình cống hiến lại cho xã hội và đất nước. Mình thấy hợp lý không? Hợp lý, mình làm theo Đức Phật mình thấy là mình vừa có tiền để mà tái đầu tư, vừa có tiền để dành, vừa có tiền cho lo cho cha, cho mẹ, cũng như là làm các việc thiện sự, Phật sự khác để công đức mình nó tăng trưởng lên. Vậy thì mình nghe Phật dạy đúng đắn, mình áp dụng thực hành, ok không? Thì mới đúng là cái cách mà Đức Phật dạy cho mình, văn tư tu, vậy thì trí tuệ mình phát sinh. Khi mà văn tư tu, khi mà còn trẻ, mình biết sống đạo đức, biết tích lũy tri thức, thì về tuổi già mình rất là an lành. Tại vì cô nói sao hưởng phước bất khả hưởng tận, đúng không? Cái này mình nói hoài ai cũng hiểu, không phải ai sinh ra là đều có phước may mắn giống mình ngồi đây đâu. Có những người sanh ra đã bại não rồi, có những người sanh ra đã mù mắt rồi, có những người sanh ra các căn đã không lành lặn rồi, phải không? Có những người sanh ra cứ khờ khờ ngơ ngơ, đâu có biết gì đâu. Có những người sanh ra là xương thủy tinh rồi, đâu có làm được một cái gì đâu. Vậy thì mình biết là mình có cái thân người này, mình sáng suốt, mình có trí tuệ, mình đủ nhân duyên qua tới Hàn Quốc để có cơ hội xây dựng mái ấm gia đình mình tốt hơn nữa. Vậy thì là mình đang có phước. Nhưng mà cái phước này không thể hưởng tận nếu như mình không sống đạo đức, nếu mình không mở khai trí tuệ và nếu mình không tích lũy thêm công đức thì phước này có mòn không? Có. Quý Phật tử có thấy là đồng qua bên đây nhưng có những đồng hương của mình là qua chưa được mấy ngày là tai nạn mà mất mạng không? Có những người qua vừa hết bảo hiểm một cái là ung thư nổ ra không? Không có tiền mổ. Có đúng không? Có những người lấy chồng qua đây chưa được một tháng nữa là bị cha chồng hoặc là chồng sát hại tới mất mạng. Đúng không? Không phải đơn giản. Khi mà cái phước của mình mà nó hết rồi, cái họa nó tới rồi, rất là khó chống đỡ. Thậm chí cô biết có những người là dành cả tuổi thanh xuân để tích lũy tiền bạc và của cải nhưng về già là mất sạch. Nhiều khi một đứa con nó phá thôi cũng phá sạch. Vung vén hết cả tuổi xuân của mình, mở quán xá này nọ cho nó kinh doanh mà nó phá tanh bành.
Nó đâu phải nói là để lại bất động sản hay là để lại cái gì cho con cái là ổn đâu, chưa chắc, phải không? Coi như của tiền đổ sông đổ bể, cái đó là không có phước đó, cái đó là hết phước đó. Cho nên muốn tuổi già phải an lành thì mình từ tuổi trẻ mình phải chịu khó nỗ lực từ đạo đức, trí tuệ. Trí tuệ ở đây không phải là học cao hiểu rộng vô trường đại học mới có. Trí tuệ ở đây cô nói 1001 lần đúng không? Biết cái nào phải, cái nào trái, biết cái nào nhân xấu quả xấu, né ra. Cái này là trí tuệ, chứ không phải chờ học bằng cấp là trí tuệ. Chờ mình phải nghe Phật dạy cho nhiều, cái gì nên làm, cái nào không nên làm, cái gì nên đầu tư, cái nào không nên đầu tư. Một tuần có biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đúng không? Một tuần 7 ngày mình chỉ dành 1 tiếng đồng hồ nghe pháp thoại và tu tập với sư cô, mình thấy có đáng nên đầu tư cái thời gian nghe không? Những người nào mà 1 tiếng đồng hồ cũng không bỏ ra nghe pháp được rất là đáng tiếc. Tại vì suốt 7 ngày mình đã trôi lăn quần quật trong cái việc kiếm tiền gia đình chồng con rồi, mình không có một chút xíu cái tư lương nào cho đời sống của mình hết, nó rất là quẩn quanh. Cô đã nhìn thấy rất nhiều cái trường hợp rồi, tuổi trẻ cũng lao đi kiếm tiền, về già trôi như bọt nước vậy đó. Xong rồi già hai thứ tóc, lốm đốm hoa râm, thân xác kiệt quệ rồi. Nhìn sư cô chỉ ước là bây giờ mà con còn trẻ như sư cô, ước gì con biết tu hồi đó, con tạo công đức thêm. Chỉ vậy thôi. Thấy uổng không? Cho nên giờ tuổi trẻ mà đến mà chịu đi tu với cô rất là vui. Không phải tại đi tu với cô mà cô vui, mà cô vui là cho các anh chị em. Một ngày đến chùa lạy Phật ba lạy, nghe một câu kinh cũng là có chủng tử. Rồi biết đâu mai đây trong đời, cái lúc mà mình lâm vào cái hoạn nạn, tự nhiên có người giúp đỡ mình không chừng, đúng không? Hoặc tự nhiên lúc đó mình sáng trí ra liền. Ví dụ ai tính lừa đảo mình, ai tính lừa gạt mình, ký hợp đồng chọn xe gì đó, tính giật của mình, tự nhiên cái mình có cái linh tính không mấy, mình tự nhiên mình tỉnh ra, mình không có bị tham đắm vô mấy cái tiền mà giống như của trên trời rơi xuống vậy đó. Tự nhiên mình giữ lại được cho chính mình. Cái này là cái âm đức. Ông bà mình hay nói cây âm đức đúng không? Người trồng cây hạnh, người chơi, tôi trồng cây đức để đời cho con, là chỗ này đó. Cho nên Đức Phật dạy là văn tư tu, mình thấy là tuổi trẻ mình còn nghe được, mình còn thực tập được, mình còn tư duy được, mình phải nỗ lực hết sức. Để mà tu dưỡng mình, muốn mở khai trí tuệ phải học cho nó nhiều, phải nghe cho nó nhiều, phải tư duy cho nhiều. Sau đó sao giúp cho người khác cũng học giống mình, giúp bằng cách nào? Sư cô hồi đó là có một cái quỹ học, bây giờ có các bạn của sư cô vẫn tiếp tục làm quỹ học. Tức là mình giờ mình hết học rồi, mình lớn rồi mà, thì mình có thể đi làm nhín lại chút tiền đó. Mình thấy cái chỗ nào mà uy tín mà tặng học bổng cho mấy em nhỏ đó, mấy em nghèo mà hiếu học á, những cái em mà em rất là hiếu học à, thì mà người ta không có điều kiện để đi học, thì mình có thể giúp cho các em cái học bổng đem đến trường. Ngay tới tận bây giờ sư cô vẫn đang tài trợ cho ba em nhỏ học, mà tới em đó là từ học lớp 6 đến bây giờ là học lớp gần vô đại học rồi, mà cô vẫn tiếp tục tài trợ học phí cho các em. Thật ra một năm học phí không có bao nhiêu hết, nhưng mà nếu mình không tài trợ cái đó thì dưới nhà quê sao? Bố mẹ bắt các em đi làm kiếm tiền, mà các em bị bỏ học, mà trong khi các em học rất giỏi. Mà chỉ có con đường giáo dục mới có thể tự giúp em và giúp gia đình em thoát khỏi cái nghèo khó thôi, đúng không? Hồi nhỏ chị lớn của sư cô cũng là sư cô thì chị lớn của sư cô có nói với sư cô đó là em phải học cho giỏi, học để mong ngày vun đắp mái ấm gia đình mình, học để hơn người và khẳng định mình. Em chỉ có học thôi. Và sư cô nhớ là chị cô nói với cô câu đó là từ khi cô học lớp 5, lớp 6 cho tới bây giờ nó vẫn ghim trong đầu mình, là học để mong ngày vun đắp mái ấm gia đình mình. Nhưng mà cái học đó nó còn mở ra cái gì? Mở ra cho mình cái trí tuệ, cái nhận thức để mình biết đúng sai phải trái trong đời. Nó quan trọng lắm ha. Thành ra bây giờ cô vẫn duy trì cái quỹ học cho những em nhỏ đó. Hoặc là bây giờ còn có những cái chùa mà những cái quỹ mà người ta tài trợ cho tăng ni đi du học, đúng không? Tăng ni không có làm ra tiền, nhưng mà nếu quý thầy quý sư cô mà chịu giữ giới công phu và tu hành đúng đắn thì sao? Thì cái người đó sau này làm lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh rất nhiều, phải không? Thì mình trợ duyên cho quý thầy quý sư cô đi học, đây cũng là một cái điều mà gọi là cái nhân lành cho mình mở sanh trí tuệ. Hoặc là mình nghe kinh nghe pháp, cái pháp thoại này hay, cái bài kinh này hay, mình chia sẻ cho mọi người cùng nghe, đúng không? Tại sao mình có thể chia sẻ toàn cái thứ linh tinh trên mạng xã hội mà chia sẻ pháp hoặc đạo đức mình ngại chia sẻ vậy, phải không? Dù mình nghe cái bài pháp này hay đó, ví dụ mình nói không có được như vậy, mình nói cái người kia nghe không có được như vậy, nhưng mình gửi một cái bài kinh thì người kia nghe người ta có thể tự chuyển hóa được. À, rồi.
Hoặc là mình in kinh, ấn tống kinh sách đó cũng là một cái để mà tăng trưởng cái phước về trí tuệ của mình ha. Có rất là nhiều cách để mà mình gieo cái hạt trí tuệ cho mình. Tóm lại, tuổi trẻ mà không biết tu dưỡng đạo đức thì về già giận buồn ghét thương cả ngày, sống với phiền não là sao? Người ta hay nói nghèo nó hay xui, câu này nói vui nhưng mà nó trúng. Nghèo nó hay xui là sao? Nghèo thì hay gặp bệnh hoạn tật bệnh, rồi hay cấu bẳn, hay cãi lộn với nhau. Thật ra nhà giàu đối với những cái vấn đề tủn mủn nhỏ nhặt á, nó ít có mâu thuẫn, nhưng mà nhà nghèo cái gì nó cũng trở thành mâu thuẫn và khó khăn hết á. Cho nên nếu như mà mình về già mà mình không có được cái dư giả về tài chính, không có được cái tự chủ trong thời gian, không có được sức khỏe, không có được tỉnh táo thì sao mình không có an nhiên với tuổi già được? Bệnh suy mòn cơ thể, rồi khó khăn bực bội, cái gì nữa cũng không có như ý mình, mình dễ khó khăn bực bội lắm. Rồi bây giờ mình đi hai cái cặp câu cuối cùng. 153. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. 154. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Cái cặp câu kệ này là Đức Phật thốt lên sau khi mà Ngài chứng đắc và giác ngộ. Thì Ngài thốt lên như nào, thấy rõ cái nguồn gốc sanh tử, cho nên Đức Phật đã cảm tác nói những lời rất là hoan hỷ như vậy. Thấy rõ nguồn gốc sanh tử là sao? Ta lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Nghĩa là Đức Phật cũng trôi lăn từ kiếp này qua kiếp khác, nhưng mà không biết cái nguồn gốc của tái sanh như nào, cho nên cứ phải tái sanh hoài. Thì tới cái kiếp cuối này, Thái tử Tất Đạt Đa mới có cái băn khoăn là làm sao cho con trẻ hoài không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Cái này là khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài mới thốt lên được cái lời này, quý vị rất là hay. Người làm nhà là sao? Theo kinh A Hàm á, là gốc của sanh tử và luân hồi. Người làm nhà là cái hình tượng để thể hiện cho cái gốc của sanh tử luân hồi. Hoặc thiền tông, những minh sư gọi là tác gia, thì gọi là tác gia tức là người xây dựng nhiều đời nhiều kiếp lăn lộn trong luân hồi mà không thấy được cái đầu mối ra đó, thì mình không thấy được cái gốc sanh tử luân hồi là ở đâu. Thì khi kiếp cuối Đức Phật nhận ra được thì mới thấy được đó là người làm nhà. Khi giác ngộ tìm được cái nguồn gốc sanh tử luân hồi, cái gì tạo nên sanh tử thì sao? Dẹp cho nó không tạo nên sanh tử nữa. Nghĩa là sao? Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt. Những cái rui mè, kèo cột, đòn tay vân vân và bị gãy nát vụn, cái này là ngôn ngữ hình tượng cho thấy đã chấm dứt được nhân tái sanh trong luân hồi. Như vô minh, dục ái. Vô minh và dục ái là sao? Là cha đẻ của luân hồi sanh tử. Cô nói nãy ha, vô minh, dục ái là cái nhân dẫn mình đi sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp. Vậy thì Đức Phật đã chặt gãy tan vụn cái rui mè, cái cột kèo này rồi, thì có còn nhân để sanh tử luân hồi không? Không. Vì Đức Phật đã nhận rõ ra bản chất cái người làm nhà rồi, là cái nguồn gốc sanh tử luân hồi rồi, cho nên dục vọng đều dứt cả. Chỗ này gọi là có trí vô thượng và niết bàn vô thượng. Câu này rất là xúc động, mà mình nghĩ không biết tới kiếp nào mình mới thốt lên được cái cảm thán như Đức Phật nhỉ. Tại vì Đức Phật cũng đã phát nguyện rất là lâu, tới kiếp cuối mới thành Phật, và khi chứng thành giác ngộ thì Đức Phật mới thốt lên những câu kệ đầy cảm xúc như vậy. Vậy chữ Phật có nghĩa là gì? Có nghĩa là giác ngộ đó. Bây giờ mình gọi chữ Phật, nhiều khi mình biết Phật là gì đúng không? Đối với các bạn mà mới đi chùa, nhiều khi nói Phật Phật vậy thôi chứ không biết Phật có nghĩa là gì. Mà Việt Nam mình á, là du nhập cái văn hóa Phật giáo từ rất sớm, từ trước khi Trung Hoa truyền vào, là mình đã có những nhà truyền giáo đi từ Tây Trúc, từ Ấn Độ, từ Indonesia vân vân, cái Nam truyền Phật giáo chứ không phải là Bắc truyền Phật giáo. Thì sử sách có ghi lại đó, chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện mà mình đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam thì sẽ nắm được cái phần này nhiều lắm. Sư cô thì không có chuyên về sử cho nên chỉ nói lướt qua thôi, nhưng mà có những cái dấu tích để lại trong cái văn học của Việt Nam mình, như là cái từ Bụt chẳng hạn. Chữ Bụt là phiên âm từ chữ Bụt
Buddha, Buddha, Buddhi đó là chữ giác ngộ đó, mà qua tới Việt Nam mình gọi là Bụt đó. Bụt là Phật đó, là Phật giác, là đấng giác ngộ đó. Thì trong truyện cổ tích của mình có rất nhiều câu chuyện nói đến ông Bụt, đúng không? Ông Bụt này là ông Phật ở thời kỳ sơ khai đó. Nhưng mà về sau, sau khi mà có một cái quá trình gọi là tiếp biến, thì Phật giáo Nam truyền có một cái giai đoạn cũng không có được tiếp diễn liên tục, mà đó đầu Phật giáo Bắc truyền vào. Phật giáo Bắc truyền, mình nhận cái Phật giáo Bắc truyền là từ Trung Hoa về. Thì lúc đó Trung Hoa phiên âm cái chữ Phật là giác ngộ, là Buddha đó, mình dịch là chữ Phật. Từ đó về sau thì trong kinh điển thì mình dùng chữ Phật nhiều, còn chữ Bụt thì để lại trong một số cái chuyện cổ tích, giống như là các cái vị thần thần của tín ngưỡng dân gian vậy thôi. Nhưng mà nó vẫn còn là cái dấu ấn. Thật ra chữ Bụt nó rất là gần gũi với lại cái chữ Buddha của chữ Phật. Mà dù là Phật hay là Bụt hay là Buddha gì đây thì cũng có nghĩa là giác ngộ. Cho nên cái cây Bồ Đề mà Đức Phật ngồi đó, gọi là cây Bồ Đề. Bồ Đề là mình phiên âm của chữ Bồ Đề đó. Chữ Bồ Đề là mình phiên âm của chữ Bồ Đề. Bồ Đề cũng có nghĩa là giác ngộ. Bởi cô hay nói vui, Đức Phật mà ngồi dưới cây sầu riêng thì cây sầu riêng cũng gọi là cây Bồ Đề thôi. Tại vì cái cây đó trước khi Đức Phật thành Phật nó đâu có phải là cây Bồ Đề, nó là cây Tất Bát La, nó có cái tên riêng của nó. Nhưng mà Đức Phật giác ngộ dưới cái gốc cây đó, cho nên từ bữa đó cái cây đó nó được gọi là cây giác ngộ, cây Bồ Đề. Chứ giờ Đức Phật ngồi dưới cây nhãn, cây mít, cây sầu riêng thì cây nhãn, cây mít, cây sầu riêng nó thành cây Bồ Đề luôn, đúng không? Cái chữ Bồ Đề đó là Bồ Đề hay là giác ngộ. Vậy thì mình theo đạo Phật có nghĩa là đạo giác ngộ. Vậy giác ngộ tức là sao? Là giác ngộ cái gì vậy? Có nhiều người cũng hỏi cô rất hồn nhiên, chứ vậy Đức Phật giác ngộ mà thành Phật là giác ngộ cái gì vậy cô? Không biết ông giác cái gì mà ông thành Phật, đúng không? Có, Đức Phật có giác ngộ cái gì mà thành Phật? Thấy được cái sao? Có trong Zoom có trả lời được không? Đức Phật thấy cái gì mà thành Phật vậy? Cười không vậy? Giờ Bé Hiền cười không vậy? Trả lời đi. Cho bật mic lên trả lời á. Một người trả lời không ấy, chat đi. Trong Zoom trả lời cô xem nào. Đức Phật giác ngộ gì thành Phật vậy? Trung đạo hả cô? Đức Phật giác ngộ trung đạo hả? Đức Phật giác ngộ trung đạo hả? Thưa cô là Đức Phật giác ngộ được đầu tiên là hai cái thể từ bỏ được hai cái cực đoan, là một là không được tu khổ hạnh, hai là không có được phóng dật. Đó là Đức Phật giác ngộ được và tìm ra cái con đường trung đạo, đúng không? Là bác chính đạo của mình. Có thấy sai sai gì chưa? Có ai phát hiện ra bạn nói có cái gì đó sai sai chưa? Đức Phật thấy được nỗi khổ của thế gian hả? Nỗi khổ thế gian chỉ có khổ đế thôi đó. Nếu chỉ thấy nỗi khổ thế gian chắc chưa thành Phật được đâu. Phải thấy cả khổ tập diệt đạo nữa cơ. Thấy nỗi khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy được con đường diệt khổ, và thấy sâu khổ còn có niết bàn cơ mà, đúng không? Đức Phật thấy đủ bốn cái, đúng rồi. Rồi tái diệu đế. Nhà nãy cô mới hin thừ xong á, cô mới vừa có một cái gợi ý mà mọi người không để ý. Cô vừa mới gợi ý xong là gì? Đức Phật thấy cái gì mà thành Phật vậy? Đức Phật thấy được nguồn gốc của sanh tử luân hồi đó. Và Đức Phật đâu có sanh tử lại nữa đâu, nên Đức Phật thành Phật đó, đúng không? Cô mới nói xong đúng không? Đang trong cái bối cảnh kinh Pháp Cú nha, đúng không? Ta đã thấy ngươi, thấy rồi đó, thấy là giác ngộ ra đó. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Cô vừa mới nói xong, tức là Đức Phật thấy sao? Thấy tường tận được cái nguồn gốc của sanh tử, và thấy rõ cái gì? Con đường giải thoát. Chỗ này mới quý báu nè. Đó là sao mà cô cứ nói hoài, quý Phật tử phải nghe lại chuỗi bài tứ diệu đế của sư cô. Chi? Thấy được cái gì? Thấy rõ nguồn gốc sanh tử và thấy rõ con đường giải thoát. Vậy muốn thoát sanh tử phải tìm được cái ngọn nguồn để chấm dứt sanh tử, đúng không? Thấy cái này thành Phật nè. Đức Phật thấy cái gì trong này? 12 nhân duyên để kết thành cái vòng sanh tử không dứt. Nhớ 12 nhân duyên là gì không? Vô minh duyên, hành duyên. Trời ơi, cái này là lớp bát chánh đạo của chùa Giác Ngộ dạy hoài rồi nè. Trong Zoom cô thấy có những gương mặt rất quen. Học bát chánh đạo căn bản, bát chánh đạo nâng cao của chùa Giác Ngộ tùm lum. Cô nói xong cái nên né cái mặt nó ra khỏi màn hình luôn. Là sao? Cái này quý thầy giảng hoài rồi mà. 12 nhân duyên là gì, đúng không? Thấy vô minh, thấy cái mắt xích 12 nhân duyên. Vô minh, hành.
ôn bài cái là chạy liền à. Rồi thấy chưa, leo leo đâu có khác gì Phật tử bên này đâu. Vậy giờ mình có một kết luận không, Phật tử ở quốc gia nào có giống nhau không? Giống y à, Phật tử cô cũng vậy. Sau khi mà kiểm tra bài xong á là quên luôn. Nói cô hay lắm, quên để học cái mới cô. Rồi trí tuệ lý luận vậy luôn đó. Rồi thôi, về nhà mở sách ra coi vô minh 12 cái nhân duyên này là cái gì nha. Đó. À, Đức Phật thấy được chính là 12 nhân duyên để kết thành cái vòng sanh tử không dứt này. Và khi mà thấy rõ ràng rồi thì tìm ra rõ ràng con đường giác ngộ, đúng không? Thì Đức Phật giác ngộ cái này mà thành Phật đó. Vậy thì kết luận lại, chúng ta tu theo đạo Phật cũng vậy. Vậy chúng ta tu theo đạo Phật là sao? Cái mục đích tối hậu của mình là cầu cái gì? Giác ngộ giải thoát. Cô nói rồi đúng không? Con của Phật, cái làm khu biệt Phật giáo với tất cả các tôn giáo khác, đó chính là cái mục đích tối hậu của người con Phật, là tu để giác ngộ thành Phật là then chốt, chứ không phải là cầu cái phước báu hữu lậu nhân thiên. Dĩ nhiên cô nói cái phước báu hữu lậu nhân thiên nó cần không? Cần. Đó là sức khỏe, tài sản, sức mạnh, uy tín, sắc đẹp vân vân. Không có những cái này có dễ tu không? Không dễ tu. Mình đi tu mà mình bệnh hoài mình có tu được không? Không. Mình đi tu mà mình nghèo quá mình có dễ tu không? Cũng không. Nhưng mà cái này mình biết nó chỉ là phương tiện, và nó có là nó phải cho hết cái đó rồi mình mới vào được cái hữu lậu, vô lậu, đúng không? Nên là con Phật mà chân chính thì sẽ biết là cái mục đích tối hậu của mình là giác ngộ, giải thoát, chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhớ nha, à, từ cạn tới sâu theo từng bước, mà cái quá trình đó dài không? Dài, trời ơi sao mà dễ được, đúng không? Đức Phật là bậc toàn giác, còn mình là sao? Giác từng phần, nghĩa là Phật giác trọn phần rồi, mình giác từng phần, chứ không phải thấy cái gì ngộ ngộ giác về, không có, vô chùa thấy gì ngộ ngộ là giác là không phải. Giác ngộ của mình là giác từng phần. Bữa trước là mình tham đắm si mê sân hận, ai nói mình một câu là mình phải chửi lại đánh lại. Hôm nay mình kìm nén lại được một xíu, mình chuyển hóa được. Lúc trước là mình không hề biết bố thí cúng dường bao dung gì hết, bây giờ mình biết mở lòng mình ra. Mình từng bước để giác ngộ, từ cạn tới sau, mong muốn làm lành đời này, à, đời sau hưởng phước. Nhiều người rất là, hồi nãy có một bác Phật tử Hàn Quốc, cô qua đây Hàn Quốc, cô có một cái rất là, ở Phật giáo Hàn Quốc có nhiều cái để cho mình học hỏi, có nhiều cái rất là cần đáng cho mình học hỏi, nhưng mà có những cái cũng rất là đáng tiếc quý Phật tử. Một trong những cái đáng tiếc lớn nhất mà cô Hiếu thấy đó là đa phần Phật tử Hàn Quốc đến chùa đó là cầu xin quá nhiều, cầu xin chứ ít có tu tập. Mà không, cái này là không phải lỗi của Phật tử mà lỗi của tăng ni làm đạo. Nhiều khi biến Phật giáo thành một cái tôn giáo cầu phúc luôn á, một cái tín ngưỡng cầu phúc luôn. Đơn giản như vậy thôi. Cúng một cái số tiền bao nhiêu đó là cầu nguyện trong vòng một năm đó, là gần như họ tin rằng họ trả cái số tiền đó trong vòng 365 ngày nhà chùa tụng niệm cho họ, cầu nguyện cho họ là họ sẽ được bình an. Rồi không đến chùa nữa. Nhiều khi á, là cả một năm trời chỉ đến chùa có 3 dịp thôi. Thứ nhất là ngày Tết đến để biết chi không, cúng cái tiền cúng cầu nguyện cho cả năm. Ngày thứ hai đó là cái ngày đám giỗ ở trong nhà, ví dụ nhà có bà nội bà ngoại á, đám thất đám tuần á, đến rồi cũng cúng một cục tiền để cho quý thầy tụng đám rồi xong, còn lại không thấy tu tập gì mấy. Điều này rất là đáng tiếc quý vị. Phật giáo không phải là tín ngưỡng cầu phúc như vậy. Mình bố thí cúng dường đó là cái phương tiện để cho chư tăng dùng cái tiền đó để hoằng pháp độ sanh. Nhưng không phải là mình cúng cái cục tiền đó là mình nghĩ là Đức Phật đã che chở, đã gia hộ, mình mua được cái bùa hộ mạng rồi, đâu có. Nếu vậy thôi Phật vớt mình hết qua bên bờ giác ngộ cho rồi, chứ bắt mình lầm lũi đây chi cho cực, phải không? Phật không có tu giùm mình được. Quý thầy, quý sư cô đây còn nghiệp không? Còn. Còn cái nghiệp mình mang không? Còn nghiệp mới còn thân người này nè. Còn chư vị mà vì đại nguyện hóa sanh cô không dám nói đến. Nhưng mà còn đa phần như vậy là rõ ràng nghiệp cũng dẫn lôi. Vậy thì quý thầy quý sư cô tu cho quý thầy quý sư cô chưa nổi nữa đó. Ít ra là có làm lành giữ giới và tinh chuyên hơn quý Phật tử chút xíu thôi. Chứ còn mình chưa thấy gì mà bây giờ mình nghĩ như là chùa, như là cái ông Phật ở đây là mình ngồi đó mình kể lễ với Phật rồi mình cúng dường, cúng cho nải chuối hoặc cúng cho thùng trái cây rồi là giờ là Phật phải chứng cho mình, phải gia hộ cho mình. Cái đó là sai lầm lớn lắm. Cái này là cái tà kiến. Không phải như vậy đâu nha. Cô nói cái này ra là sẽ bị đụng chạm và sẽ làm cho nhiều người thất vọng. Nhưng mà
chân lý của nhà Phật không phải để lấy mấy cái thùng trái cây. Ngày xưa chứ Đức Phật làm thái tử, làm vua của một nước thì Đức Phật đâu có thiếu cái gì đâu, vàng bạc cung son ổng còn bỏ đi, chứ giờ ổng lấy mấy nải chuối xanh với mấy cái trái cây lăng quăng của mình để làm gì, đúng không? Không, cái đó đều đi mua chuộc Đức Phật hả? Đi hối lộ hả? Đâu có hối lộ thần thánh vậy được. Không ấy là mình đi quy y về rồi có cái phái quy y rồi để mai mốt xuống rồi mấy ông Diêm Vương ông cho mình qua hả? Đâu phải cái giấy thông hành kiểu đó. Không, cho nên là mình nghĩ là mình là mang cái mác Phật tử là mình sẽ được bảo kê là không có đúng nha. Mà mình phải tự Phật tử, cái giá trị của người Phật tử là sao? Biết nhân quả, biết luân hồi, biết chân lý để mà tu theo, để tự mình giải thác giác ngộ cho mình. Đây mới là cái lợi lạc rốt ráo của người Phật tử. Hôm trước cô có nói là mình là ông Phật sẽ thành, cái xong Phật tử nhắn tin hỏi cô là cô ơi, mình tu mình là đệ tử Phật thôi chứ sao mình làm Phật được? Ồ đâu có, Đức Phật kêu mình là sẽ thành mà. Phật, chính Phật mong muốn mình sẽ là một vị Phật sẽ thành, chứ đâu phải là mình mãi mãi làm đệ tử của Đức Phật đâu, không phải nha. Cho nên Đức Phật đã dạy là tất cả chúng sanh đều có cái bổn tánh giác ngộ, đều có cái nhân để làm Phật. Vấn đề là mình tu tập làm sao cho cái ông Phật của mình nó đản sanh, để cho cái hạt giống trí tuệ của mình nó mở khai. Cái này mới là cái quan trọng. Bữa sau thì sư cô sẽ nói dài hơn, bữa nay cũng hết giờ rồi cho nên mình dừng ở đây. Mình biết rằng vừa rồi Đức Phật đã giảng cho mình những cái chìa khóa cho tuổi trẻ, đó là phải nghe, văn, tư, tu, tư duy và hành trì, đầu tư vào kinh doanh và kiếm tiền, kiếm đạo đức, giữ đạo đức và biết cái nào phải, cái nào trái trong tuổi trẻ, thì về già mình mới có được cái sự bình an, hạnh phúc, và ngay cả tuổi trẻ cũng bình an, hạnh phúc, đúng không? Để đừng có đi lạc đường rồi tới hồi hối hận là muộn rồi, phải không? Chứ còn mà tu mà đến chùa mà để cầu xin như vậy không được. Và hai câu kia là Đức Phật dạy cho mình thấy rõ cái nhân của sanh tử luân hồi, tham ái và vô minh, nhận ra được cái này để chấm dứt tham ái và vô minh để thành Phật, chứ không phải là đến chùa để cầu Phật bảo kê cho mình mọi thứ đều bình an như ý, là không đúng, đúng không nha. Rồi sư cô kết thúc bài pháp thoại ở đây. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn tu tập, và tuần sau là ngày 4 tháng 7 đúng không? Ngày 4 tháng 7, ngày Chủ nhật, thì 2 giờ chiều chúng ta cũng có tiếp tục giờ học Kinh Pháp Cú. Mình sẽ học tiếp Phẩm Tự Ngã ha. Sư cô ráng cố gắng cho hết cái bài Kinh Pháp Cú này, để rồi mình qua học tiếp những cái kinh khác. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và an lành. Càng thấy là dịch bệnh, cộng nghiệp, thiên tai càng nhiều thì mình càng phải phấn đấu tu tập và chuyển hóa thân tâm. Tại vì chỉ có cái chuyển hóa cái tâm thức mà lành an thì mình mới có thể gửi cái năng lượng lành an này cho thế giới, và từ đó mới chuyển hóa được cái nghiệp xấu của cả cộng đồng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.